Rác thải đổ tràn lan rồi đốt đã gây khói độc mù mịt và rất là đáng lo ngại tại địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là phản ánh của người dân tới Alo Chào Buổi Sáng. Theo người dân thì tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn. Thực tế ra sao? Phóng viên Alo Chào Buổi Sáng đã về địa phương để tìm hiểu. Đây chỉ là một trong số những bãi rác đang gây ô nhiễm rất nghiêm trọng trên địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo người dân cho biết là cái tình trạng đốt rác như thế này đã diễn ra suốt vài năm qua, nhưng đám cháy này cứ cháy âm ỉ suốt từ ngày này sang tháng khác, gây ra một lượng khói độc rất là lớn, ảnh hưởng tới bán kính vài km xung quanh đây. Bãi rác rộng hàng nghìn mét vuông bốc cháy nghi ngút, dù đeo khẩu trang vẫn thấy mùi khói khét lẹt, choáng váng. Thì thoảng lửa lại bùng lên ở một số vị trí. Khói rác theo hướng gió tràn qua phủ kín đường đi, ảnh hưởng vô cùng cho môi trường, cho khách vãng lai đi qua, rồi cho tất cả người dân ở xung quanh đây. Nhà em cũng gần đây anh ạ, cách đây khoảng tầm cây rưỡi, gần 2 cây. Ngày nào mở cửa ra cũng ngửi thấy mùi khói rác. Đứa con đi học đi qua cái bãi rác này, thấy đốt tùm lum lên cái khói rác nó bao trùm cả trường học. Bãi rác này nằm sát với những nhà dân ở thôn Móng. Bà Hoa, nhà ngay gần bãi rác cho biết, từng chứng kiến việc chính những người đi thu gom rác ở các khu dân cư, sau đó mang rác ra đây tập kết, xong rồi đốt rác. Đốt là những người chở rác, người ta chở rác các thôn này này, thì là mang xăng đi ra đây đốt để cho nó cháy hết ấy. Thế ôi dồi, khói hôm nay là còn đỡ đấy, mấy hôm thì còn đi đường này còn không cả nhìn thấy đường ấy. Họ đốt này là để tăng thêm diện tích để đổ rác, hiện tại là cái bãi rác này nó đang quá tải, nếu mà không đốt thì nó sẽ không có diện tích để chứa rác, sau nó cứ lan dần ra ngoài đường này này. Phải đến vài năm nay rồi anh, bãi rác này qua đây đến 4-5 năm nay rồi anh. Còn tình trạng đốt này phải 2-3 năm nay rồi. Cách bãi rác thôn Móng khoảng 200-300 mét đường chim bay, ngay trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Sơn, cũng là một bãi rác tự phát khác, chứa cả rác đã cháy đen và ngập tràn rác thải sinh hoạt. Chưa hết, cũng trên địa bàn xã Hoàn Sơn, cách bãi rác thôn Móng khoảng 1,5 km đường chim bay, lại là một bãi rác khác tại thôn Đông. Rác tràn ra cả đường, cũng bốc khói nghi ngút. Tìm hiểu với chính quyền địa phương, lãnh đạo xã cho biết, địa bàn này tập trung nhiều khu công nghiệp, rất nhiều công nhân, nên lượng rác thải rất lớn. Tình trạng này chúng tôi đã có các cái văn bản và thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chủ yếu chúng ta dùng biện pháp tuyên truyền là chính, còn xử phạt thì cũng rất khó khăn. Chính quyền xã sau đó đã cho các máy múc đến san gạt lại bãi rác và phun nước dập lửa. Giải pháp trước mắt là phải đợi lò đốt rác của công ty môi trường Từ Sơn. Công trình đang trong quá trình thử nghiệm, được kỳ vọng sẽ xử lý được lượng lớn rác thải của người dân trong địa bàn xã. Nếu muốn phản ánh về những vấn đề xung quanh cuộc sống, quý vị hãy gọi và liên hệ với Alo Chào Buổi Sáng qua số điện thoại 0858 247 247. Ngoài ra thì cũng hãy chia sẻ cho chúng tôi những tấm gương người tốt, việc tốt vì cộng đồng.